Hiện nay Việt Nam chưa ghi nhận ca mắc chủng mới Omicron. Vì vậy, Bộ Y tế chỉ đạo các đơn vị tiếp tục xét nghiệm để giám sát chặt chẽ biến chủng này. Đặc biệt các đơn vị có liên quan chỉ đạo quản lý, theo dõi, giám sát chặt chẽ người nhập cảnh, đặc biệt người đến đi về từ các quốc gia khu vực Nam châu Phi. Các đơn vị xét nghiệm cho người nhập cảnh theo quy định tuyệt đối không để lây nhiễm trong các cơ sở cách ly và từ cơ sở cách ly ra ngoài cộng đồng. Đặc biệt khi thực hiện cách ly tại các cơ sở lưu trú, khách sạn hay các đơn vị cách ly ngoài quân đội. Đối với Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, Bộ Y tế đề nghị cần tiếp tục thực hiện phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 theo nguyên tắc 4 tại chỗ, 5K, cộng vaccine, thuốc điều trị, công nghệ, ý thức của nhân dân. Với các trụ cột chính, giám sát chặt, nhanh, phong tỏa hẹp và giải tỏa cách ly nhanh nhất có thể.